tỏa đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu lúa mì của Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã đến Singapore vào ngày hôm nay, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến đi của bà Pelosi gây chú ý lớn của dư luận khu vực vì những đồn đoán về lịch trình. Tại Singapore, thì bà Nancy Pelosi đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào chiều ngày hôm nay. Các điểm dừng chân tiếp theo của bà trong chuyến đi này sẽ là Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông báo mới nhất của văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã không đề cập Đài Loan, Trung Quốc như một điểm đến để ngỏ trong chuyến đi. Điều đã làm cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng trong những ngày qua. Theo bà Pelosi, mục đích chuyến công du này nhằm tái khẳng định cam kết bền vững của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Tại các điểm đến, phái đoàn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp cấp cao thảo luận về hòa bình và an ninh, tăng trưởng kinh tế và thương mại, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã đi qua hơn 40 năm, nhưng vẫn còn hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã thành lập đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ với nhiệm vụ là tìm kiếm, xác minh thông tin về các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Vâng, đến nay thì có khoảng 100 hải cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên đã được tìm và hành trình đi tìm đồng đội của các anh chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong một hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ để tổ chức tìm kiếm làm sao đưa được nhiều các anh hùng liệt sĩ. Mong muốn đón các anh liệt sĩ về với quê hương, về với đồng đội, về với các nghĩa trang để được chăm sóc. Đi qua các cái cung đường, các cái khu dân cư, thấy bà con nhân dân, rồi các cựu chiến binh, rồi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ra đón và tiễn đưa các anh về với nghĩa trang thì chúng tôi thực sự rất xúc động. Các anh đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cái nền độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ từng cái tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngừng chiến trận.